Kênh Kiến Thức Thú Vị xin chào các bạn. Tết sắp về, nhiều người háo hức bắt xe về quê, sắm đồ, dọn nhà, nấu bánh chưng, chuẩn bị đón và đi chơi Tết. Thế nhưng lại có nhiều người khác chẳng bận tâm lắm đến cái gọi là Tết, và họ cho rằng nên bỏ mẹ Tết đi. Bắt nguồn của ý tưởng bỏ Tết đến từ giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân. Vào năm 2005, ông có đưa ra một bài viết đăng trên báo nói về Tết cổ truyền Việt Nam. Qua bài viết, ông thể hiện quan điểm rằng Tết tốn kém, làm công việc bị trì trệ, rượu bia nhậu nhẹt gây tai nạn giao thông. Nói chung là đất nước sẽ nghèo đi vì Tết. Và ông đề xuất rằng nên gộp Tết ta vào với Tết Tây, chọn ngày Tết Tây để ăn Tết Nguyên Đán, thời gian nghỉ khoảng 7 ngày. Các bạn phải thật lưu ý là giáo sư không nói đến việc bỏ Tết, mà là gộp Tết ta vào với Tết Tây, mục đích là để ăn Tết cùng thời điểm với thế giới. Như vậy việc giao thương buôn bán với nước ngoài sẽ thuận lợi hơn, họ làm việc thì mình làm việc và họ nghỉ thì mình cũng nghỉ. Còn ý tưởng bỏ hẳn Tết thì là do cách truyền đạt kiểu tam sao thất bản của cư dân mạng. Một phần nữa do báo chí giật tít khiến nhiều người không đọc kỹ nên nghĩ rằng giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng nên bỏ Tết. Vậy thì việc gộp Tết Tây vào với Tết ta hay bỏ hẳn Tết ta đi, bỏ hẳn Tết cổ truyền đi để phát triển kinh tế, phát triển đất nước có phải là ý tưởng hay không? Có phù hợp với xã hội Việt Nam hiện tại không? Video này mình sẽ phân tích dựa trên nhiều mặt sao cho các bạn có một cách nhìn khách quan nhất về cái lợi và cái hại nếu bỏ Tết truyền thống và chuyển sang ăn Tết Tây. Tuy nhiên vấn đề này rất rộng và không dễ gì nhìn thấu được tất cả các mặt. Thế nên video có chỗ nào thiếu sót hoặc chưa chính xác thì mong các bạn cùng trao đổi, góp ý với admin. Ok, hãy cùng bắt đầu làm rõ nhé. Đầu tiên, nhiều người cho rằng nghỉ Tết nhiều sẽ làm năng suất lao động của cả năm giảm, làm đất nước nghèo đi. Mình thì không nghĩ như vậy. Việc nghỉ Tết đã được sắp xếp, được tính toán từ trước chứ không phải đùng một cái là nghỉ. Cho nên việc sản xuất bù vào số lượng hao hụt đã được chuẩn bị, vấn đề đã được giải quyết. Nếu nói nghỉ Tết dài khiến người Việt Nam làm việc ít hơn, năng suất lao động giảm thì rất không thực tế. Nói thẳng ra, người lao động Việt Nam vốn đã có năng suất lao động rất thấp rồi. Nếu bắt họ làm thêm mấy ngày Tết thì cũng chẳng gỡ lại được bao nhiêu. Ví dụ, một năm có 365 ngày, trừ đi những ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết thì người Việt Nam còn làm việc khoảng 240 ngày. Bây giờ cứ cho là chúng ta bắt họ làm thêm 10 ngày nữa, không cho nghỉ Tết một ngày nào thì năng suất chung của cả năm cũng chỉ tăng được có 4%. Trong khi mỗi người chỉ cần tập trung hơn một chút, chăm chỉ hơn một chút và quan trọng là quá trình đào tạo nguồn lao động ở bậc đại học hoặc đào tạo nghề, tập trung chuyên sâu vào chuyên môn, bỏ bớt những môn không cần thiết và làm nghiêm tình trạng chạy trọt thì năng suất sẽ tăng từ 20 đến 30% là bình thường. Đơn giản nhất là nếu cái chứng chỉ tin học được cấp một cách nghiêm túc, chỉ cần yêu cầu mọi người biết gõ 10 ngón thì một cái văn bản lâu nay mổ cò hết 2 đến 3 tiếng giờ chỉ cần 2 đến 30 phút là xong. Như vậy năng suất lao động đã tăng lên cả trăm lần rồi. Đây là thực tế ở nơi mình làm việc, sự khác nhau giữa mình và nhiều đồng nghiệp khác. Mình thấy hầu hết lao động rất kém về tin học, về máy móc và không có tính sáng tạo trong công việc. Làm việc rất cần cù nhưng thủ công nên hiệu quả không cao. Đó chỉ là một ví dụ trong một góc độ rất nhỏ thôi mà đã mang lại hiệu quả cao hơn nhiều rồi. Nếu các góc độ khác cũng tiến bộ thì chẳng khó gì cải tiến năng suất lao động cả. Còn nếu nói ngày Tết làm hạn chế giao thương với nước ngoài, tác động xấu đến nền kinh tế thì liệu có đúng hay không? Khi Việt Nam đã giao thương với nước ngoài cả chục năm nay rồi, việc Việt Nam nghỉ Tết Nguyên Đán thì nước nào cũng biết và có phương pháp giải quyết vấn đề để công việc vẫn đúng tiến độ. Thế thì vì một cái vấn đề nho nhỏ đó mà bỏ đi cả Tết truyền thống cực kỳ quan trọng, liệu có đáng hay không? Hơn nữa đâu phải mình Việt Nam mới ăn Tết theo âm lịch, còn có Trung Quốc, Singapore, Hàn, Ấn Độ, Đài Loan, Triều Tiên, vân vân. Vậy bây giờ thay đổi, những nước phương Tây mà lâu nay đã giao thương ổn định thì chẳng tốt lên, nhưng chúng ta lại gặp rắc rối với những nước hiện đang ăn Tết cùng chúng ta. Thêm một cái nữa, những ngày gần Tết là những ngày có nhu cầu mua sắm cao nhất trong năm. Hầu hết mọi người, mọi gia đình đều để dành tiền để đón Tết. Thế nên nhà nhà đều sắm Tết, không nhiều thì ít, kiểu gì cũng mua sắm đồ mới. Nhờ đó mà việc mua bán trở nên sôi nổi hơn hẳn ngày thường. Đương nhiên là lượng hàng hóa tiêu thụ lớn hơn thì kinh tế cũng phát triển hơn. Tóm lại, bỏ ăn Tết Nguyên Đán sẽ làm kinh tế phát triển hơn, đó là điều chưa ai kiểm chứng được.
Tuy nhiên, chúng ta thấy rõ việc ăn Tết như hiện nay cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam vẫn đang có tốc độ phát triển ổn định và thuộc vào top cao. Còn vấn đề nhậu nhẹt gây tai nạn thì chúng ta hiện đã yên tâm với Nghị định 100 và luật phòng chống rượu bia. Xử phạt rất nghiêm và nặng những trường hợp uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông. Nếu xem báo, bạn có thể thấy rất rõ ràng tác động tích cực của các quy định mới này. Tỷ lệ tai nạn giao thông giảm mạnh, các quán rượu bia cũng không còn đông đúc, nhộn nhịp như xưa. Mọi người đều tự giác hơn rất nhiều trong việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông. Mà giả sử không có quy định mới, với cái sở thích uống rượu của người Việt thì có bỏ Tết ta, người dân cũng sẽ uống rượu ở Tết Tây, ở những ngày lễ khác. Rồi số lượt vi phạm, tai nạn vẫn thế, mà biết đâu lại còn tăng nhiều hơn. Những vấn đề này mà chưa được kiểm chứng thực tế thì chẳng ai dám phán thế nào là đúng cả. Rõ ràng cái ý kiến bỏ Tết này với những lợi ích mà được cho là sẽ mang lại đều không chắc chắn có thành sự thật hay không. Mà như chúng ta đã xem ở trên thì có vẻ như kinh tế chẳng đi lên được mấy mà sợ có khi còn thụt lùi. Ngày Tết rất quan trọng với người Việt. Nó là khởi đầu cho một năm âm lịch và Việt Nam thì vẫn áp dụng lịch âm cho rất nhiều hoạt động. Giờ nếu không ăn Tết âm, nghĩa là ngày đầu năm sẽ bị lãng quên, thì những ngày lễ khác liệu có ai còn nhớ đến ngày âm nữa? Hay dỗ tổ Hùng Vương cũng được tính theo ngày dương luôn? Mà các bạn có thể chưa biết, Tết âm lịch bắt nguồn từ việc trồng lúa nước của người nông dân, thế nên hầu hết các nước trồng lúa nước thì đều ăn Tết âm. Lý giải cho việc này chính là người nông dân ngày xưa trồng lúa nước xem sự thay đổi của khí hậu và sự di chuyển của mặt trăng đã tạo ra âm lịch hay gọi là lịch mặt trăng. Bản thân chữ Tết là biến âm của chữ Tiết trong lịch tiết khí. Căn cứ để tính lịch này là 12 cung hoàng đạo và độ dài ngắn khác nhau của từng tháng tính theo chu kỳ của mặt trăng. Tết Nguyên Đán đọc đúng là Tiết Nguyên Đán. Nguyên nghĩa là cái gốc, còn đán là buổi sáng sớm. Nguyên Đán là buổi sáng sớm đầu tiên trong một năm. Cho nên việc bỏ Tết ta ăn Tết Tây thì sẽ không thuận lợi và phi khoa học trong việc trồng lúa nước và cũng không đúng với tên gọi của nó, Tết Nguyên Đán. Thêm nữa, dù có đổi ngày Tết Nguyên Đán sang ngày nào dương lịch thì cũng không thể nào mà đổi được cái thời tiết của ngày mùng 1 âm lịch. Vào ngày Tết, hoa đào, hoa mai nở rộ, trời se lạnh, đôi khi lại có mưa phùn. Cảm giác ấm cúng khi quây quần bên gia đình, cùng nói về những điều tốt đẹp trong năm mới, cùng trò chuyện với nhau sau một năm trời đằng đẵng làm việc nơi xứ người. Đó là những điều kỳ diệu vào dịp Tết. Với mình, bỏ Tết hoặc chuyển Tết âm sang Tết dương mà khiến kinh tế tăng 10%, hay mỗi tháng lương của mình tăng thêm 1 triệu, nhưng sẽ mất đi không khí ngày Tết, mất đi cảm giác ấm cúng bên gia đình, mất đi hình ảnh cây hoa đào nở rộ ngoài sân, thì mình cũng không bao giờ chấp nhận. Cuộc sống đâu chỉ cần có vật chất, ít tiền ta vẫn có thể hạnh phúc, nhiều tiền vẫn khiến ta đau đầu và chán cuộc sống này. Có nhiều người với cơ đồ cả nghìn tỷ trong tay vẫn lên núi sống cho thanh thản. Vậy thì giàu lên một chút mà mất đi ý nghĩa của cuộc sống thì giàu để làm gì? Vật chất giúp cho cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, đầy đủ hơn, nhưng mục đích duy nhất của nó là để cho chúng ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc hơn. Có nhiều người họ không chịu được sự nhàn hạ, không chịu được cảm giác chỉ có ngồi với ăn, họ thích được lao động bởi vì lao động mang lại cho họ niềm vui. Thế thì nếu vật chất không mang lại được sự thoải mái về tâm hồn thì vật chất nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Khi hồi tưởng lại quá khứ, chúng ta thường nghĩ về cảm xúc chứ không nghĩ về vật chất. Chúng ta sẽ nghĩ về cảm xúc khi mua được một chiếc xe mới, chứ đâu phải nghĩ đến cái xe mới đó như thế nào. Chúng ta nghĩ về cảm xúc khi gặp một cô gái đẹp, chứ đâu phải đánh giá chi tiết cấu hình của cô ta. Bản thân mình thì chấp nhận nghèo một chút, nhưng cuộc sống đầy đủ, trọn vẹn. Mặc dù có vẻ như suy nghĩ như vậy, người ta gọi là không có chí tiến thủ. Thế mà mình thấy, cứ hạnh phúc thì làm việc hiệu quả hơn và thành công hơn là cố gắng làm nhưng áp lực, chán nản. Bạn nghĩ gì về việc bỏ Tết? Hãy bình luận và trao đổi với admin nhé. Nếu thấy hữu ích, hãy giúp mình like và share video nhé. Mình biết trong năm tới, nhiều bạn sẽ lên kế hoạch cho bản thân với những mục tiêu cao hơn và quyết tâm mạnh mẽ hơn. Chúc các bạn sẽ thực hiện được những mục tiêu đó. Nhân tiện, đầu tư cho bản thân không phải là sự đầu tư lãng phí, nhất là những kỹ năng mềm quan trọng như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm chủ tâm lý hay học tiếng Anh. Chắc chắn nó sẽ hữu ích cho công việc của bạn và cả đời sống nữa. Mình có biết một số khóa học rất hấp dẫn, bạn cứ xem và tham khảo, còn được học thử nữa. Ok thì mua để phát triển chính bản thân bạn và giúp một phần cho admin.
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.